Xin chào các bác, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẹo tính kết quả xổ số miền Bắc theo tính cực kỳ hiệu quả nha các bác nhé. Thì mẹo này em sẽ dành tặng cho các bác nào yêu thích toán học. Đấy. Thì trên thực tế nhé, trên mạng thì rất nhiều cái phương pháp xác định xổ số ấy. Như là ví dụ như là giải mã giấc mơ rồi là tìm cầu này, nhưng mà em thấy 99% các bác là đều ra đảo hết. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái mẹo này. Thì mẹo này em không bảo đảm chính xác 100%, nhưng mà có thể bảo đảm cho các bác là 99% là cơ bản là chính xác nhé. Em đã thử rất là nhiều lần và kết quả nó cũng thật bất ngờ cho các bác ạ. Thì cái phương pháp này của em nó như này. Thì bây giờ cái phương pháp này của em cũng sẽ dựa theo cái mấy cái chữ này: kết quả xổ số này, tỉnh này. Cái kết quả xổ số tỉnh thì các bác để nguyên nhé. Còn ví dụ như hôm nay là tỉnh Quảng Ninh chẳng hạn, thì các bác ghi Quảng Ninh vào đây. Hà Nội thì ghi Hà Nội. Thái Bình thì ghi Thái Bình. Ngày, ví dụ ngày 15 tháng 12 năm 2020 chẳng hạn. Và các ngày là ngày ra đề như các bác nhé. Thì dựa vào những cái chữ này thì em sẽ quy đổi các chữ này ra theo số. Đây là cái phương pháp mà rất các cụ ngày xưa đã truyền lại nhé. Em cũng chỉ học lại các cụ thôi. Thì cái phương pháp này nó như này. Cái bảng quy đổi chữ ra số nó như này. Đây, đây là cái bảng quy đổi nhé. Thì cái bảng quy đổi này rất đơn giản thôi. Nó dựa vào cái bảng chữ cái của tiếng Anh nhé. A, B, C, D, E, F, G, H này. I, Z, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z này. Thì tương ứng chữ cái đầu là chữ A này, các bác quy ra số 1 này, sau đó B số 2, C số 3. Cứ như vậy các bác quy đổi cho đến hết bảng chữ cái tiếng Anh. Nếu bảng chữ cái này có 26 số, từ A đến Z này là 26 này. Thì các bác quy đổi ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Nhưng mà cái số Z này, số 10 này thì các bác không, chúng ta chỉ lấy một số thôi. Rồi Z bắt đầu lại từ đầu là Z là số 1, đấy, xong K số 2, L số 3, M số 4. Cứ quy đổi như vậy thì ta sẽ được một cái bảng như sau này. Đây là A, B, C, D, E, F, G, H này, Y này, từ 1 đến 9 này. Các số Z, K, L, M, L, O, P, Q, R cũng đổi từ 1 đến 9 này. Và S, T, U, V, W, X, Y, Z cũng đổi 9. Các bác xem cái bảng này thì các bác nhìn ra ngay. Ví dụ cái số hàng 1 này, số hàng 1 này thì gồm có A, Z, K này, 2 là B, K, T này. Đấy. Đây là cái bảng em đã quy đổi ra nhé. Thì các bác lưu cái bảng này vào. Các bác có thể chụp hình hoặc là có thể ghi ra giấy cũng được. Thì bây giờ là cái bước quan trọng này các bác này. Bây giờ những cái chữ này, kết quả xổ số tỉnh Quảng Ninh ngày 15 tháng 12 năm 2020 này, thì các bác này nhìn cái chữ K này, thì các bác gióng lên trên chữ K này, các bác nhìn cái con chó của em nhé. Chữ K này các bác gióng lên trên là số 2 đúng không, thì các bác viết số 2 xuống. Chữ E này, chữ E là số 5 thì các bác viết số 5 vào. Đây, E này số 5 thì các bác viết số 5 này. Chữ T này, là số 2 các bác cứ viết số 2 vào. Đây, T gióng lên trên là số 2, các bác viết số 2 vào. Cứ như vậy thì các bác sẽ được một cái dãy số dài dằng dặc như thế này. Thì chú ý cái ngày nhé. Ngày thì nó là số rồi nên các bác để nguyên nhé. Ngày bao nhiêu thì các bác để nguyên vào. Đấy. Đây. Bây giờ khi mà quy đổi ra được một dãy số như này thì bước tiếp theo làm là như nào các bác nhỉ? Như này nhé các bác nhé. Thì các bác lấy hai số đầu và cuối này, các bác cộng với nhau này. Số đây là cái số em đã bôi màu tương tự giống nhau này. Số 2 với số 0 này cộng với nhau thì được 2 này, em viết 2 đây này. Tiếp tục là số 5 với số 2 này. Các bác cứ cộng dần vào trong này. Số 5 này, số 2 này cộng vào là 7 này, viết 7 này. Đấy, tiếp theo là số 2 với số 0 thì cộng là số 2 này, ta viết số 2 vào đây này. Tiếp theo số 8 với số 2 này thì được 10 thì tôi viết 10 vào đây này. Các bác cộng nhé, các bác cộng cứ từ ngoài vào trong, các bác cộng đến bao giờ đến hết thì thôi. Đến số 1 ở giữa này thì còn số 1 ta viết số 1 phía sau này. Đấy.
sau khi đã cộng được rồi ta lại được một cái dãy số dài như này, nó cứ cộng như vậy, lại tiếp tục số 2 ở bên ngoài này, cộng với số cuối này, được 3 này, ghi 3 vào đây, nó cứ tiếp tục cộng dồn như thế này, ta lại được một số dãy số tiếp theo này, và cộng cho đến bao giờ nhé, cộng cứ cộng như vậy thì cho đến bao giờ nó được hai chữ số thì thôi. Đấy, bây giờ hiện tại thì ở trong cái bảng này thì ta cộng được 4 chữ số nhé. Đây, các bác nhìn này thì sao? Đấy, cộng 4 chữ số, sau đó ta cộng tiếp này, cuối cùng số tiếp theo là được hai chữ số này, là số 71 này. Thì hôm nay sẽ có lô hoặc đề về 71 nha các bác nhé. Đấy. Các bác yên tâm đi, với phương pháp này của em nhé thì sẽ giúp cho các bác tìm được một con số mà ấn tượng trong ngày, bảo đảm chắc chắn là nó sẽ về cho các bác, bảo đảm 99%. Hy vọng là với cái con số mà em tìm ra trong ngày như này, hy vọng sẽ giúp cho các bác thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn, thoát được cái cảnh gọi là mù quáng, không tìm ra lối đi. Chúc các bác vui vẻ, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.